Rất nhiều anh em trong group Việt Creators của chúng ta đã dự đoán đúng là tính năng Shorts này được YouTube tạo ra để chống lại sự bành trướng mạnh mẽ của TikTok, tức là cái app được tải nhiều nhất trên thế giới trong năm 2019. Các anh chị em chúng ta hãy dự đoán xem là liệu trong vòng 1 năm tới YouTube có chiến thắng TikTok ở trong cuộc chiến video ngắn này. Các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Sở dĩ chúng ta không nhìn thấy cái chức năng tạo video ngắn là tại vì hiện nay cái tính năng này đang ở trong giai đoạn beta, chỉ có những nhà sáng tạo ở Ấn Độ mới nhìn thấy. Còn đối với các nhà sáng tạo Việt Nam chúng ta thì muốn tạo ra Shorts, chúng ta phải thực hiện 3 bước. Thứ nhất là video dưới 60 giây, thứ hai là phải render theo chiều dọc, và thứ ba là phải có hashtag Shorts ở trong tiêu đề hoặc mô tả. Nếu trên kênh của bạn có các video dọc dưới 60 giây mà bạn đã từng làm trước đây, các bạn có thể thay đổi tiêu đề và mô tả của mình, thêm hashtag Shorts vào trong video đó, thì video đó sẽ được xem như là một video Shorts và rất có thể sẽ được đẩy lên kệ Shorts. Thông thường thì hầu hết các video ở trên YouTube chúng ta nhìn thấy là theo chiều ngang, tức là tỷ lệ khung hình là 16 nhân với 9. Còn đối với các cái nền tảng như TikTok hay là Instagram hoặc là Facebook, chúng ta nhìn thấy video theo chiều dọc nhiều hơn, tỷ lệ của nó là 9 trên 16. Chẳng hạn như bạn vẫn đang render video là 1920 x 1080 thì bây giờ bạn đổi lại lúc render là 1080 x 1920. Chúng ta vẫn thấy ở trên kệ câu chuyện và video ngắn thì không thấy hình đại diện của video, mà chỉ là một khung hình được cắt ra ngẫu nhiên từ trong video. Tuy nhiên là đối với video Shorts mà chúng ta tạo ra theo cách này ấy, thì nó vẫn là một video bình thường. Cho nên là ngoài trường hợp mà nó được đẩy lên kệ Shorts thì video vẫn được phân phối theo những cách thông thường trước đây. Vì vậy cho nên là chúng ta vẫn phải tạo ra hình đại diện cho video đó. Trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là tất cả các video Shorts đều không có quảng cáo, cho nên là có thể nói là chưa kiếm được tiền với Shorts. Tuy nhiên là giống như cái câu hỏi lúc trước ấy, thì ngoài cái việc phân phối ở trên kệ câu chuyện và Shorts ra thì video của bạn vẫn được phân phối theo những cách bình thường trước đây, cho nên là vẫn kiếm được tiền bình thường. Tất nhiên là cái việc mà bạn làm đầy đủ 3 bước không đảm bảo không... Video Shorts được để chung ở trên kệ là câu chuyện và Shorts. Đối với các kênh có trên 10.000 sub ấy, thì sau khi bạn tạo video, tạo câu chuyện, bạn đẩy lên là thông thường mình nhìn thấy ngay. Nhưng mà Shorts thì không như thế, không đảm bảo chắc chắn rằng là mình thực hiện đúng các cái yêu cầu kia thì cái video của mình sẽ được đề xuất lên trên kệ Shorts. Tuy nhiên, như mình đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước đây, mình làm việc ở trên YouTube, trên những cái nền tảng mới này là những cái tính năng mới nhất, mình phải cực kỳ chú ý, mình phải có bước đi trước những kênh khác. Tại vì tại thời điểm này số lượng video ở trên cái tính năng này nó rất là ít, cho nên xác suất khả năng bạn được đề xuất ở lên trên Shorts là rất cao. Tại sao mình cập nhật cho group Việt Creators của chúng ta tính năng này? Tại vì mình đã xác nhận rằng là trong vòng khoảng một tuần sau khi đăng video thì số lượng view lên từ Shorts nó rất là mạnh. Video được đề xuất ở ngay trên trang chủ của app YouTube, hoặc là được đề xuất ở ngay phía trên các cái video đề xuất khi mà người ta đang ở trên trang xem. Cho nên là số lượng view nó rất là nhiều. Nếu bạn lên trên TikTok mà bạn lấy video của người khác về rồi đăng trực tiếp lên YouTube thì đương nhiên là không được. Cái đó là đảm bảo chắc chắn không được. Bạn sẽ bị bắt lỗi, gọi là sử dụng lại nội dung, và không được bật kiếm tiền hoặc là vi phạm bản quyền. Còn nếu là bạn có một tài khoản TikTok, bạn đã có hàng triệu người theo dõi ở trên TikTok,
thì mình có thể hoàn toàn lấy video ở trên TikTok về đăng lại ở trên Shorts, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên là hãy lưu ý với các hiệu ứng âm thanh, các cái nhạc bạn sử dụng, rất có thể bạn sẽ bị bắt bản quyền. Tốt nhất là chúng ta nên biên tập lại phần âm thanh cho video. Như mình đã nói ở trên thì chưa có thể khẳng định được là liệu YouTube có chiến thắng trong cái cuộc chiến video ngắn này hay không. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng là từ bao nhiêu lâu nay YouTube vẫn luôn luôn tự hào, vẫn luôn luôn khẳng định mình là số 1 ở trong cái chiến trường video dài. Và cái cách tiếp cận khán giả của YouTube nó hoàn toàn khác so với các nền tảng video ngắn khác. Chính vì vậy mà chúng ta hãy xem cái video Shorts này là một cánh cửa, là một cơ hội vàng để chúng ta tận dụng, kéo view thật nhiều, kéo sub thật nhiều về cho kênh của mình để làm cho kênh mình lớn hơn. Từ đó là cánh cổng để cho khán giả biết đến kênh và biết đến những video mới khác của chúng ta. Bởi vì Shorts chưa kiếm được tiền cho nên là về lâu về dài cái cơ hội kiếm tiền của chúng ta vẫn nằm ở trên các video dài, chứ không thể chỉ dựa vào những video ngắn như này được. Vấn đề thứ hai nữa là trong group Việt Creators của chúng ta, đa phần chúng ta theo đuổi về mặt chất lượng nội dung, làm cho nội dung cao cấp nhất có thể. Chúng ta không bao giờ đánh đổi chất lượng để lấy số lượng. Nhưng mà cái thiệt thòi của chúng ta là thuật toán của YouTube nó khá là ưu tiên về số lượng. Cho nên là nếu mà bạn mất quá nhiều thời gian, một tuần, hai tuần mới đăng được một video thì rất là thiệt thòi trong cái việc kênh được đề xuất. Cho nên là cái video Shorts này chính là cơ hội vàng cho những kênh, chẳng hạn như những kênh ca nhạc, những kênh làm animation, vân vân, những kênh mà cần rất nhiều thời gian để được ra một video chất lượng. Các bạn có thể xen giữa bằng những video Shorts để từ đó kéo view về cho những video dài của mình. Hiện tại YouTube vẫn chưa phân biệt nguồn lưu lượng truy cập của YouTube Shorts thành một nguồn riêng, cho nên là nếu mà video của bạn được đề xuất lên kệ Shorts thì trong video sẽ, trong cái nguồn lưu lượng truy cập của bạn sẽ xuất hiện là trực tiếp hoặc không xác định. Nếu bạn thấy nguồn lưu lượng lạ này ở trong video của mình thì xin chúc mừng, video của bạn đã được đề xuất lên kệ Shorts. Bạn hãy chụp hình lại và đăng lên group để 500 anh chị em chúc mừng. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt Creator chúng ta tự hào, sáng tạo.